Xin chào các em học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Trên thế giới và ở nước ta, có những nhà văn nổi tiếng gắn bó cả đời viết của mình cho đề tài trẻ em. Một trong những đề tài khó khăn và thú vị nhất, Tô Hoài là một trong những tác giả như thế. Chuyện đồng thoại đầu tay của Tô Hoài, Giấy mèn phiêu lưu ký được viết năm 1941, đã và đang được hàng triệu người đọc, các lứa tuổi vô cùng yêu thích. Đến mức các bạn nhỏ gọi Tô Hoài là ông Giấy mèn. Nhưng Giấy mèn là ai? Chân dung và tính cách của nhân vật này như thế nào? Bài học đầu tiên mà anh ta nếm trải ra sao? Đó cũng chính là nội dung mà thầy trò chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Các em nhớ ghi bài và vở tiết 45, 46, 47, văn bản bài học đường đời đầu tiên của nhà văn Tô Hoài. Đầu tiên, thầy trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần tri thức đọc hiểu, đó là đặc điểm của truyện đồng thoại. Các em có thể theo dõi tham khảo sách giáo khoa trang 81. Chúng ta nhận ra truyện đồng thoại là một cái thể loại văn học dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Nhân vật trong truyện đồng thoại thường là các đồ vật, loài vật được nhân cách hóa. Vì thế, chúng vừa phản ánh đặc điểm sinh hoạt của loài vật, vừa thể hiện được những cái đặc điểm của con người. Sau đây chúng ta sẽ đi đến phần đọc tác phẩm. Vì thời gian có hạn, thầy sẽ cho các em đọc đoạn ngắn miêu tả ngoại hình và hành động của Giấy mèn. Về nhà các em tiếp tục đọc các phần còn lại nhé. Khi đọc các em nhớ chú ý giọng đối thoại. Mèn phải thể hiện được sự trịch thượng khó chịu, còn Giấy choách thì giọng phải yếu ớt rên rỉ, chị Cóc thì tức giận. Ở phần cuối của đoạn trích thì các em phải đọc giọng chậm buồn, thể hiện sự sâu lắng và có phần bi thương khi Giấy mèn đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ các em chú ý theo dõi. Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi trông lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫn bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hùn hoằn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ, thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạm như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu. Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu nhún nhảy các khoeo chân, rung lên, rung xuống hai chiếc râu, cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm, dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại, bởi vì quanh quẩn ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy, tôi cho là tôi giỏi. Những gã sốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị cào cào ngụ ngoài đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân, đá một cái, gẹo anh gọng vó lấp lánh vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Chao ôi, có biết đâu rằng, hung hăng, hống hách, láo, chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Ở nhà thì các em hãy đọc tiếp những cái phần còn lại trong đoạn trích các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1 La Mã, trải nghiệm cùng văn bản. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu đôi nét về tác giả tác phẩm. Các em cũng có thể tham khảo thêm sách giáo khoa trang 90. Về phần tác giả,
thì tác giả của đoạn trích này, của văn bản này, đó chính là nhà văn Tô Hoài, tên khai sinh là Nguyễn Sang. Ông sinh năm 1920 và ông mất năm 2014. Ông nổi tiếng với nhiều cái tác phẩm viết cho lứa tuổi thiếu nhi. Ở tuổi thiếu niên thì Tô Hoài tự lập rất sớm. Ông đã phải ra ngoài làm việc, kiếm sống, lăn lộn đủ nghề. Những cái sáng tác của nhà văn Tô Hoài các em sẽ thấy rất phong phú, đa dạng, gồm nhiều thể loại như là truyện ngắn và hồi ký. Ông là một trong những người có vốn sống phong phú, những câu chữ của Tô Hoài sẽ dẫn dắt vào tác phẩm, luôn đem đến cho người đọc những cảm nhận sâu sắc về cuộc đời, về con người. Bút danh Tô Hoài có nghĩa là kỷ niệm và ghi nhớ quê hương về sông Tô Lịch, huyện Hoài Đức. Tô Hoài được xem là một trong những cây bút tên tuổi của nền văn học Việt Nam. Đây là những cái tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài. Các em thấy là Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký là tác phẩm nổi tiếng nhất của Tô Hoài và thật là vinh dự khi nó đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng trên thế giới. Và bài học đường đời đầu tiên là chương mở đầu trong cái tác phẩm Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Tiếp theo, thầy mời các em đi tìm hiểu phần hai La Mã, đó là phần suy ngẫm và phản hồi. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhân vật đầu tiên và cũng là nhân vật chính của đoạn trích, đó là chính là nhân vật Giấy Mèn. Thì thông qua đoạn trích, chúng ta biết rằng là Giấy Mèn đã được nhà văn miêu tả ngoại hình như thế nào nè. Đó chính là đôi càng thì mỏng bóng, những cái vuốt thì cứng và nhọn hoắt, cánh dài to, rồi cái gì nữa? Rắn thì đen nhánh, râu dài, uốn cong, một vẻ rất đổi hùng dũng. Đầu tiên là ngoại hình, thì chúng ta có thể thấy Giấy Mèn sở hữu một cái ngoại hình cường tráng của tuổi trẻ. Vẻ đẹp cường tráng đó còn được thể hiện ở sức mạnh trong từng điệu bộ động tác của Giấy Mèn. Đó chính là, các em thấy theo dõi thì chàng hay đâm phanh phách vào các ngọn cỏ rồi nhai ngoàm ngạp, trịnh trọng đưa hai chân lên vuốt râu, đi đứng thì rất là oai vệ. Ngoài ra các em thấy là Giấy Mèn còn có những hành động như là hay cà khịa to tiếng với mọi người, hay quát chị cào cào, ghẹo anh gọng vó. Còn lời nói thì như thế nào nè các em, lúc nào cũng xưng hô là ta, và trong cuộc trò chuyện với Giấy Choắt thì các em thấy là dù đây là hai con dế trạc tuổi nhau nhưng Giấy Mèn luôn gọi là chú mày, thể hiện được cái bề trên có vẻ trịch thượng của mình. Mắng chửi Giấy Choắt là ôi có lớn mà chẳng có khôn, rồi những cái lời nhận xét của Giấy Choắt là cẩu thả toàn toàn, hôi như cú mèo, chê bai Giấy Choắt. Lời từ chối phủ phàng khi mà các em thấy là Giấy Choắt đề nghị là đào một cái ngách để mà sang bên nhà anh, thì Giấy Mèn không những không đồng ý mà còn có một cái câu nói rất là phủ phàng, đó là đào tổ nông thì cho chết, tôi về không một chút bận tâm. Chúng ta thấy là qua việc miêu tả ngoại hình của Giấy Mèn thì còn bộc lộ được những cái tính nết, thái độ của nhân vật. Tất cả các chi tiết đều thể hiện được một cái vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ, trẻ trung, chất chứa sức sống mạnh mẽ của tuổi trẻ ở Mèn. Nhưng đồng thời thì chúng ta cũng thấy được rằng là Mèn cũng chưa đẹp, chưa hoàn thiện về tính cách. Trong nhận thức cũng như trong hành động của một cái chàng dế thanh niên ở một cái tuổi mới lớn, đó chính là tính cách kiêu căng, tự phụ về vẻ đẹp và sức mạnh của mình, xem thường mọi người, hung hăng và sốc nổi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một chi tiết rất thú vị, đó chính là diễn biến tâm trạng của Giấy Mèn. Lúc nào các em thấy là ban đầu Giấy Mèn luôn hãnh diện tự mãn với mọi người, tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm, tôi tợn lắm, tôi cho là tôi giỏi, hay là sợ hãi tôi cũng khiếp nằm im thiên thiết,
Rồi sau đó cái diễn biến tâm trạng của giấy mèn là ân hận, anh mà chết là tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Rồi khi trêu chị Cóc xong, khi thấy cái chết của bạn giấy gắt, thì giấy mèn bắt đầu hối lỗi, tôi biết làm thế nào bây giờ. Cảm thấy là lúc đầu thì hân hoan trước giấy gắt, sau đó hả hê vì trò đùa tai quái của mình, chui tọt vào hang nằm khểnh, bụng nghĩ thú vị, mày tức thì mày cứ tức, mày ghe vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu cũng không thể nào chui tọt vào hang tao được đâu. Chàng rất yên chí với nơi ẩn nấp kiên cố của mình. Nhưng mà khi giấy cắt bị chị Cóc mổ thì mèn bắt đầu là bàng hoàng vì hậu quả không lường trước được. Sau khi mà Cóc bay đi rồi mới dám mon men bò ra khỏi hang, hốt hoảng lo sợ trước cái chết thảm thương của người bạn giấy cắt. Từ đó chúng ta thấy là giấy mèn có một cái diễn biến tâm trạng, từ một cái chàng giấy kiêu căng ngông cuồng, giấy mèn đã bắt đầu nhận ra được sai lầm của mình. Tiếp theo, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nhân vật thứ hai, đó là nhân vật giấy chất. Thì nhân vật giấy chất được miêu tả qua cái nhìn của giấy mèn, giấy chất sẽ có những đặc điểm thì các em thấy là ốm yếu nè, có khiếm khuyết về hình thể, hôi hám và nhút nhát. Cái chàng giấy chất người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện, là thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn đến giữa lưng hở cả mạng sườn như người cởi trần mà mặc áo ghi lê. Đôi càng be be nặng nề trông đến xấu, râu ria gì mà cục có một mẫu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Từ đó thì chúng ta cũng có thể hình dung được nhân vật giấy chất qua cái suy nghĩ, cái cách miêu tả của giấy mèn, đó chính là giấy chất sở hữu một cái dáng dấp nhỏ bé, yếu ớt nhưng khá am hiểu sự đời, cách đối đãi với mọi người xung quanh. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần quan trọng nhất của bài, đó chính là bài học đường đời đầu tiên của giấy mèn. Chúng ta đã theo dõi truyện và biết rằng là do một cái trò nghịch tai hại của giấy mèn trêu chị Cóc đã dẫn đến gây ra một cái chết cho giấy chất. Và nếu như không nhanh chân thì có lẽ là giấy mèn cũng đã chết tôi rồi, đúng không nào? Thì bài học đường đời đầu tiên mà giấy mèn rút ra sau cái chết của giấy chất, đó là cái thói ngông cuồng của mình trêu đùa khinh thường người khác để thỏa mãn niềm vui cho mình đã gây ra hậu quả khôn lường, phải ân hận suốt đời. Các em thấy là việc tác giả đã sử dụng ngôi kẻ thứ nhất cho giấy mèn tự kể lại câu chuyện của mình đã khiến câu chuyện trở nên chân thật, khách quan, nhân vật có thể bộc lộ rõ nhất về tâm trạng, cảm xúc của mình khi trải qua. Như vậy chúng ta có thể chốt lại cái bài học đường đời đầu tiên mà giấy mèn rút ra từ cái lời khuyên của giấy chất. Các em chú ý chi tiết này và học thuộc cho thầy cô câu văn này luôn nhé. Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy. Các em thấy sau khi chúng ta tìm hiểu, phân tích nhân vật giấy mèn và nhân vật giấy chất, thì chúng ta có thể nhận ra được đặc điểm của nhân vật trong truyện đồng thoại, nó gắn liền, nó giống với đặc điểm của con người qua những cái chi tiết. Ví dụ như là giấy mèn cũng đưa hai chân lên vuốt râu, rồi cà khịa to tiếng với mọi người, rồi hay quát chị cào cào, rồi xưng ta gọi mày, luôn luôn hãnh diện ngông cuồng, rồi ở phần cuối bài đó là nỗi sợ hãi ân hận. Kem thấy rằng là thể loại truyện đồng thoại rất phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, từ hình dáng đến tính nết, hành động của các nhân vật, đặc biệt là nhân vật giấy mèn đã được tác giả miêu tả rất sống động, phù hợp với tâm lý của con người mà vẫn không xa lạ với các đặc điểm của loài vật. Từ đó tư tưởng chủ đề được rút ra một cách tự nhiên, thuyết phục, sâu sắc và thấm thía. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đến phần tổng kết. Các em chú ý đến các giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản. Về giá trị nghệ thuật, đây là truyện đồng thoại với nội dung hấp dẫn, sinh động, kể chuyện có kết hợp với yếu tố miêu tả, xây dựng hình tượng nhân vật giấy mèn gần gũi với trẻ thơ, miêu tả loài vật chính xác, sinh động. Tác giả có sử dụng trong bài các biện pháp tu từ rất là hay, đó là so sánh, nhân hóa.
Về nội dung thì văn bản này, đoạn trích này nêu lên được vẻ đẹp cường tráng của giấy mèn, nhưng mà giấy mèn còn kiêu căng sốc nổi đã gây ra cái chết của giấy trắc. Bài học về cho chúng ta về một cái lối sống cần phải biết thân ái, chan hòa, yêu thương, giúp đỡ bạn bè. Chúng ta có một cái bài học từ câu chuyện này nữa, đó là phải biết cách ứng xử lễ độ, khiêm nhường, sự tự chủ, ăn năn hối lỗi trước cử chỉ sai lầm. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần luyện tập. Các em chú ý câu hỏi sau đây. Từ trải nghiệm và bài học của giấy mèn, em hiểu thêm điều gì về lỗi lầm của những người ở tuổi mới lớn? Các em thấy là tuổi trẻ thường bồng bột và thường hay mắc sai lầm, đúng không các em? Nhưng mà không phải từ cái sai lầm đó thì chúng ta kết thúc cuộc đời, hay là chúng ta có những cái suy nghĩ bi quan tiêu cực. Các em thấy qua chuyện giấy mèn, ta thấy giấy mèn mới lớn sống trong một cái thế giới nhỏ bé, quanh quẩn thì gồm có những người hiền lành, nên chàng lầm tưởng và sinh ra một cái thói xấu, đó là sự ngông cuồng, là tài ba của mình. Có một cái thái độ kiêu căng, tự phụ, sốc nổi. Đây cũng là một trong những lỗi lầm dễ mắc phải ở những lứa tuổi mới lớn, giống như các em. Tuy nhiên, trước những lỗi lầm, chúng ta phải cực kỳ quan tâm, chú ý, đó là chúng ta phải biết nhận ra, phải sửa chữa những sai lầm mà mình mắc phải, phải tự trọng, phải biết nghiêm khắc trước những thiếu sót của bản thân. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 là mã vận dụng. Các em chú ý câu hỏi sau đây. Có phải tờ giấy rách là tờ giấy bỏ đi không? Vậy thì đứng trước những lỗi lầm, ta cần phải có một thái độ như thế nào? Vừa rồi thầy trò chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu một đoạn trích rất thú vị và có nhiều bài học thật bổ ích. Sau đây là phần hướng dẫn về nhà, các em chú ý các yêu cầu sau đây. Đầu tiên, các em phải hoàn thành bài tập vận dụng theo yêu cầu. Sau đó các em có thể vẽ lại bức chân dung của giấy mèn theo cảm nhận và trí tưởng tượng của em. Tiết học của chúng ta đã kết thúc. Thầy cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chào tạm biệt và hẹn các em ở những tiết học tiếp theo nhé.